Okay, we're gonna try some dessert at the Tân Định Market. So chị cho cái món mình thích ăn nhất là trà sữa nước. Cho trà sữa nước trước. YouTube mà coi vui vui hả? 10,000 đồng. So that's my favorite dessert right there. That's the green stuff with whatever. Ai, không sao đâu, mình làm đàn ăn đàng hoàng mà, không phải mình ăn gì giờ không? Mình ăn, mình đi quay, mình quay kể người ta, nó làm gì kể người ta, miễn sao mình vui vẻ là được. 10,000 đồng rồi nè. Lên sóng luôn. Đó, không, cái này quay cho vui vậy chứ mà. Bạn bè ở người Việt Nam họ thích mấy cái này lắm đấy nhá. Mà rẻ là nó thích rồi, cái nào rẻ rẻ. Nó có con bưởi, em còn được con luôn. Chưa, ta chưa ăn, không ăn chút xíu nó mua. Để ăn cái này xong rồi qua try the grapefruit. So this is 10,000 đồng rồi. Really good, they have a cup, they call chè xôi nước. Green bean, whatever. Cake. They cook in now. Sugar and juice, whatever. Nè, thì đấy nha, chị bán hoa một cái đi, hỏi chị muốn ăn cái nào. Mình trả tiền mà, chị bán hoa kìa. Ăn cái nào bánh bao kìa, nó bán bánh bao kìa. Trả một cái đó, mấy dọn một cái. Ăn gì vui á, có nhiều đâu. Tại mình mua chị, mua anh này mà không mua chị đó, nó không có vui. Đúng không? Mà mời tặng cái nè, mới chạy cho chị đi. Ngồi chị ăn mấy cái bịch cái gì nè. Nè, lấy một cái rồi tặng cái gì đó, hồi mình trả tiền. Biết rồi, mà biết ăn mà. Thì lấy đưa đi, hồi lấy hết rồi mà ăn đưa người ta đi, hồi ta ăn hỏi có muốn gì không? Đưa chị ngồi chị nói muốn ăn chứ ăn. Ăn này nè, tao ngon. Thích bò bên tao rồi. Cái này xong rồi đó. Thử thêm một cái nữa. Cái này xong. Ôi uống nhiều đường quá chết á. Tiểu đường à. Coi đó ăn đường nữa không? Đường đủ rồi, bây giờ coi cái nào đây. Rồi, coi cái mình thích cái nào đây. There's so many kind nữa. Đây cho cái chè xôi nước đi, cho chị trước đi. Đâu có làm gì đâu, mình ngồi coi phim mà ăn. Tôi muốn try another one right here, 10,000 đồng. It's the beans and sticky rice. Quay quay cho vui vậy chị. Đời người mà phải vui vẻ chứ, lúc nào cũng nhăn cái mặt không nó có được. Phải hưởng. Phải hưởng thụ tất cả những gì mà Thượng Đế ban cho mình. Really good stuff. Really good. Really good. Beans, sticky rice, and coconut. Bỏ
Rẻ quá mà chị, có 10.000 đó, bởi vậy bảo dụ cái lần nào tháng cũng bị bảo dụ nên mình không ăn dụ, mình vô mình ghé mình ăn thôi cho vui mà. Nó dụ sai chứ không? Sai chứ lỗi chị. Dụ là mua đồ bắt thì rồi vô cái trung tâm thương mại á. À. Mua đồ có triệu á, đó dụ. Nay có 10.000. Mua hết cái này không bằng 1 triệu nữa. Cầm 100.000 rồi ăn đã luôn. Dạ 10.000, 20.000 là ăn no rồi. Đồ nãy chưa ra phải không? Biết mà, cái quán còn biết không nữa chưa ra. Xin mua đồ vợ, good. Được rồi, giờ em ăn được vài luôn đó đấy anh trai. Ngon quá mà. Trời ơi, cái 10.000 mà. 10.000 cũng có luôn á. 10.000 cái gì vậy, rẻ quá.